với vai trò thật sự là với vai trò tôi là một người coi như là một người lãnh đạo cao nhất của câu lạc bộ và đứng trên khán đài tôi không bao giờ đổi, tôi phải xuống sân. Tất cả mọi người trên sân thấy tình huống đầu tiên là một quả penalty, chúng tôi bị ép bóng đang xếp người đá trúng vào tay penalty, khi đội chúng tôi đang dẫn trước, khi mà quê mà bên thành phố dẫn trước chúng tôi giải quà, khi đồng hồ gần hết hết giờ trọng tài bắt buộc là phải cho đội thành phố thắng. Tôi chẳng hiểu là trận đấu này là trọng tài không phải là chuyên môn kém, mà tôi nghĩ là có một vấn đề tôi cũng đề nghị là C45 trọng tài rất là nghiêm trọng. Bóng đá Việt Nam nếu mà để những cái trọng tài này còn tồn động là coi như là bóng đá sẽ không có khán giả và cũng không có ai dám cho bóng đá. Nếu mà tình trạng tái diễn thì chúng tôi sẽ bỏ bóng đá, tôi không làm được. Chúng tôi đã sân nhà bị ép đi sân khách, càng bị ép hơn mà ép trắng trợn, thật không thể tưởng tượng được. Mười mấy con người ở đây biết bao nhiêu người thấy rõ ràng quá rõ. Thật sự bữa nay có chúng ta đi chúc giải có này kia thì ban giám sát này kia rồi sự là vui quá thất vọng. Như vậy thì mà trọng tài thư là một trọng tài có tiếng của trọng tài FIFA bằng cấp và lại là thẩu những cái tình huống sơ đẳng như vậy. Quả đầu thì anh ta nói là lỗi nhận định, sao nhận định ta thua anh mới nhận định. Quả thứ hai là tôi chẳng hiểu là sao mà lại là penalty cố tình cho thua, cho đội chúng tôi thua. Thì muốn thua chúng tôi kêu đó đứng cứ đá đi, chứ nếu mà chúng tôi đá chúng tôi gỡ lại họ cũng thua rồi. Cầu thủ thì nó bị mất sức hơn cho nó cứ đá ăn muốn ăn thôi, quả nó cũng không làm. Cảm ơn anh.